đây là một con điện thoại ra mắt cách đây tầm khoảng là 4 năm rồi, nhưng ở thời điểm tại nó vẫn còn hàng mới này nha, vẫn đứng trong top những chiếc điện thoại được bán chạy nhất trong các cửa hàng. Và đó chính là chiếc điện thoại iPhone 11 mà mình có trên tay ngày hôm nay. Và xin chào anh em đã trở lại với review công nghệ phần mình là mình. Hãy cùng mình xem lại với chiếc điện thoại iPhone 11 này ở thời điểm tại thì nó có những cái điểm gì vẫn còn hot như vậy. Anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để bắt đầu video chi tiết luôn này nha. Đầu tiên thì về mức giá đi, anh em mua hàng 99% thì mức giá nó đâu đó tầm khoảng là hơn 6 triệu đồng mà thôi. Một mức giá nó quá là hợp lý rồi. Mức giá này thì mình có tham khảo ở cửa hàng di động Mỹ, đơn vị chuyên bán những cái mặt hàng iPhone. Anh em quan tâm thì cứ bấm vào cái phần đường link ngay dưới phần mô tả để có thể tìm hiểu chi tiết hơn về giá này nhá. Về ngoại hình thì với kiểu thiết kế con iPhone 11 này nó không hề cũ anh em nhá, bởi vì ở thời điểm tại nhìn nó vẫn rất là đẹp, nhìn nó vẫn rất là sang thôi. Nhiều anh em còn thích cái kiểu bo cong như thế này hơn, cầm nắm các thứ nó sẽ ôm tay hơn, nó cũng sướng hơn, nó không bị cứng tay. Và về cả cái độ nhận diện thương hiệu thì em này nó vẫn còn anh em nhá, nhìn vào là anh em có thể thấy được luôn, có thể biết được luôn đây là một con máy đến từ nhà Apple rồi. Chẳng qua là nó sẽ không có những cái phần thiết kế cạnh vuông như là những con máy ở thời điểm tại thôi, nhưng mà nhìn nó vẫn đẹp chán anh em ạ. Anh em vẫn sẽ có một cái phần mặt lưng được làm bằng kính này, đấy cũng rất là chất lượng thôi. Và khung viền anh em sẽ có là khung viền kim loại, chính xác là bằng nhôm, bằng nhôm chứ không phải là bằng kim loại bóng anh em nhá. Nhìn nó sẽ không được đẹp bằng với những con điện thoại viền không rỉ, nhưng mà thôi, bù lại thì anh em sẽ có một cái phần viền nhôm cầm nắm các thứ thì nó sẽ đỡ trơn tay hơn rất là nhiều. Về phím bấm thì anh em sẽ có là phím nguồn bên phải, bên kia sẽ là tăng giảm lượng và gạt rung, bên dưới sẽ là sạc lightning và loa. Đấy, cơ bản là vậy thôi. Còn về phần mặt lưng các thứ thì cái phần quả táo vẫn sẽ được đặt ngay giữa như thế này. Cụm camera được đặt trong một cái phần khung vuông. Nói chung là nhìn cũng rất là quen thuộc với anh em rồi. Quay sang phần màn hình phía trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là tấm nền Liquid Retina IPS LCD, kích thước là 6.1 inch, độ phân giải là HD+. Thật ra mà nói với cái màn hình IPS LCD trên con này thì nhiều anh em chê hay là về cái độ phân giải chỉ là HD+ thôi. Tuy nhiên thì với cái tấm nền này mình sử dụng những cái tác vụ hàng ngày các thứ nha, nó vẫn đáp ứng được những cái nhu cầu của mình, hay là về cả màu sắc các thứ thì nó cũng không hề bị nhạt nhòa hơn nếu mà so với những cái tấm nền là AMOLED. Chẳng qua những cái màu đen các thứ thì nó sẽ không sâu bằng thôi, chứ còn về những cái khác thì mình thấy nó cũng không quá là thua thiệt nhiều đâu anh em ạ. Và độ phân giải là HD+ thì cái mức độ điểm ảnh của nó chỉ là 326 ppi mà thôi, nên là nếu như anh em có nhìn kỹ thì anh em sẽ thấy được những cái điểm rỗ trên cái màn hình như thế này. Nhưng mà thật sự để mà sử dụng cơ bản hàng ngày thì ai đâu mà nhìn sát vào cái màn hình anh em, cho nên là để mà sử dụng cơ bản bình thường thôi thì cái màn hình này nó vẫn có thể đáp ứng được bình thường. Và độ sáng của con này là 625 nits. Thật sự thì nếu mà so với cái độ sáng này trên những con máy ở thời điểm tại thì nó sẽ không phải là quá sáng đâu, nhưng xét đây là một con máy có tấm nền là IPS LCD và ra mắt cách đây tầm khoảng là 4 năm nữa, nên là cái độ sáng nó cũng sẽ gọi là ở mức ổn. Để có thể mang chiếc điện thoại ra ngoài được sử dụng các thứ thì cái khả năng hiển thị của con điện thoại này nó vẫn có thể đáp ứng được cho anh em sử dụng thôi, anh em không cần phải quá lo lắng đâu. Cùng với đó là em này nó sẽ có một cái điểm khá là thua thiệt nữa so với những chiếc điện thoại hiện tại, đó chính là màn hình này nó chỉ có tần số quét là 60Hz thôi, chứ không thể nào mà có 120Hz như là những chiếc điện thoại trong cùng tầm giá ở thời điểm tại đâu. Nhưng mà anh em yên tâm, thật sự thì với 60Hz trên những chiếc điện thoại iPhone để mà sử dụng cơ bản hàng ngày thì nó cũng rất là mượt mà thôi. Hay là đối những ai sử dụng cơ bản thôi, không quá am hiểu về công nghệ thì họ chắc cũng không thể nào mà nhận biết được đâu là cái 60Hz đâu là 120Hz đâu anh em ạ. Ngoài ra thì trên cái màn hình này nó còn có HDR10+ này, còn có True Tone này, và kính màn hình này là kính chống trầy xước luôn. Nhưng mà nói vậy thôi chứ để mà anh em làm rớt cái màn hình này hay là có vật cứng nào nó ma sát vào thì nó cũng phải xước thôi, cái này đều không thể chối cãi. Về phần viền màn hình các thứ, so với những chiếc thỏ bây giờ thì nó khá là dày, nhất là cái phần tay thỏ đây. Thật sự nếu mà có viền như thế này thì nó không thể nào mà so với những con máy tầm 4-5 triệu ở thời điểm tại bây giờ, chứ đừng nói là tầm khoảng là 6 triệu. Nhưng mà không sao, anh em phải xếp con này là một con máy tầm khoảng là 4-5 tuổi và tấm nền là IPS LCD nữa, nên là nó sẽ không thể nào mà có được cái viền màn hình nó quá mỏng được. Hiện tại bây giờ thì với những con điện thoại bản thường như là iPhone 15, 14 hay là kể cả iPhone 12, nó đã có một cái phần viền nó mỏng hơn rất là nhiều rồi. Về phần hiệu năng em này thì nó sẽ được trang bị một chip Apple A13 Bionic. Với chip này ở thời điểm tại nó vẫn cực kỳ mạnh để em có thể sử dụng những cái tác vụ cơ bản hàng ngày, hay là kể cả anh em sử dụng những cái tác vụ nặng như là chơi game các thứ. Những cái tựa game cơ bản bây giờ như Liên Quân, Tốc Chiến, Bắc Di hay là kể cả Genshin Impact nó vẫn có thể chơi được cho anh em. Những cái tựa game từ trung bình khá trở xuống như là Liên Quân, Tốc Chiến, em này nó vẫn có thể cân được ở mức là 60fps và độ họa là cao nhất cho anh em luôn, mượt mà ổn định.
ngay cả về cuối game. Có rất nhiều tựa game tầm trung bình khá trở lên như là PUBG, Genshin Impact anh em vẫn có thể chơi được. Nhưng tốt nhất anh em nên để mức độ họa nó gọi là trung bình thấp thôi để có thể chơi lâu dài. Chứ nếu mà anh em để mức độ họa nó quá cao thì về cuối game nó sẽ có những hiện tượng như là drop này, nhiệt độ tăng này và cả giảm sáng. Và tất nhiên những cái vấn đề này thì thật sự nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái trải nghiệm chơi game của anh em. Nên là cái này anh em sẽ lưu ý anh em nhá. Và cái thứ máy em này sẽ có RAM ROM là 464GB. Với phiên bản 464GB thì nó là phiên bản tiết kiệm nhất cho anh em để có thể sử dụng cơ bản ở thời điểm tại. Thì với 64GB nó vẫn có thể gọi là vừa đủ. Nếu như anh em muốn nó thoải mái hơn một tí thì anh em có thể lên cái phiên bản là cao hơn 128. Đấy, cái này thì anh em sẽ phải cân nhắc thôi. Còn với 4GB RAM trên những chiếc thoại iPhone thì anh em cứ yên tâm, mọi thứ đa nhiễm thì nó cũng rất là mượt mà thôi, nó không hề bị khựng lag gì nhiều cả. Đấy, nên là sử dụng cơ bản hàng ngày thì cũng không có gì phải lo. Và với phiên bản phần mềm của nó ở thời điểm tại thì nó vẫn có thể lên được là phiên bản mới nhất iOS 17.4.1 đây. Và ngay cả phiên bản iOS 18 sắp tới thì em này khả năng cao nó vẫn sẽ được cập nhật cho anh em luôn. Nên là anh em không cần phải quá là lăn tăn về các vấn đề phần mềm cập nhật lâu dài đâu. Về phần camera trên chiếc thoại iPhone 11 này thì nếu xét trên tầm giá nó vẫn đủ chất lượng, vẫn đủ cái tính đa dụng để có thể sử dụng những cái tác vụ cơ bản chụp choạc hàng ngày cho anh em. Với cụm camera sau gồm là một cảm biến 12 MP cảm biến chính khẩu f 2.8 và một cái cam siêu rộng cũng là 12 MP khẩu f 2.4, có tự động lấy nét này, có chống rung quang học để anh có thể quay video rất là mượt mà. Cái chất lượng video anh em có thể quay ra được cao nhất là 4K và 60fps luôn nha, đủ chi tiết rồi. Còn với chụp ảnh thì các ảnh cho ra như này thật sự cũng không gì để chê cả. Trên tầm giá như này đã ổn rồi. Màu sắc cho ra rất là thật này, chi tiết được tái tạo lại khá là ok. Còn với camera selfie thì nó sẽ có thông số là 12 MP. Nó có góc rộng để có thể chụp nhiều người cùng một lúc, rất là tiện cho anh em. Nói chung là cái chất lượng ảnh như thế này thì cũng rất ổn rồi. Chẳng qua là nó sẽ không có làm đẹp hay là làm trắng gì cả. Anh em muốn nhìn nó mượt mà thì anh em có thể thêm vào một vài cái filter thì nó sẽ ok hơn. Rồi, và cuối cùng là pin. Em này nó sẽ có cho mình một viên pin là hơn 3000 mAh. Nếu mà xét trong tầm giá ở thời điểm tại thì nó không thể nào mà so được với những con viên pin tầm khoảng là 5000 hay là 6000 cả rồi. Đấy, nên là để mà sử dụng một ngày thoải mái các thứ thì em này nó thật sự hơi khó anh em nhé. Nhưng nếu mà sử dụng những cái tác vụ nó cơ bản thôi như là nghe gọi hay là nhắn tin các thứ thì em này vẫn có thể đáp ứng được một ngày. Còn nếu mà sử dụng lướt Facebook hay là coi YouTube trong vòng ngày nhiều thì chắc chắn anh em phải xả ít nhất là 2 lần rồi. Cái này thì là điều đương nhiên thôi. Tổng quát lại thì với một chiếc thoại iPhone 11 ở thời điểm tại, mọi thứ nó vẫn có thể đáp ứng được cho anh em từ tròn vai cho tới mức ngon cho tầm giá. Nếu mà xét về điểm trừ thì chắc là chỉ có phần màn hình nó sẽ không được là quá ngon thôi, chứ còn về mọi cái khác thì nó vẫn ngon, ít nhất là đối với mình. Ok, vậy con em, anh em thấy sao về chiếc thoại này ở thời điểm tại thì anh em hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nha.